Hả? Em là ai? Dạ em chào anh, em xin tự giới thiệu, em ở bên công ty dựng vợ gả chồng ạ. Ừ, thì sao em? Cuối năm bên công ty em đang chạy chỉ tiêu mà hàng tồn kho bên em thì nhiều quá. Hả? Tồn kho? Em nhầm ạ, ý em là hiện tại cuối năm bên công ty em đang có chương trình sale là ship vợ đến tận nhà cho những ai đang độc thân và có nhu cầu muốn lấy vợ. Vậy à? May quá, vừa hay anh đang có nhu cầu. Dạ vâng ạ. Thế thì anh cho em hỏi, hiện tại anh đang độc thân hay là đã có gia đình rồi ạ? Anh vừa đang độc thân. Nani? Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi ạ? Và đã lọ mọ cùng ai bao giờ chưa? Anh năm nay mới 34 tuổi, vẫn chưa theo đuổi một ai. Chi tiết hơn đi ạ. Là anh chưa chấm mút ai bao giờ đó. Cái gì? Anh 34 tuổi rồi mà chưa lọ mọ cùng với ai ấy à? Kém, quá kém. Chả bù cho em chỉ cần một mùa hoa mai thôi là có thai chục phát. Hả? Em nói nhầm ạ, ý em là hết mùa hoa mai đến mùa lúa mạch em cũng chưa phành phạch cùng ai ạ. Vậy à, thế mà anh cứ tưởng. Dạ vâng, theo chính sách bên công ty em, nếu như anh còn nguyên đai, nguyên kiện, chưa bóc tem đập hộp thì giá chi phí đăng ký kết hôn bên em là 10 triệu, bao phí rút hồ sơ về ở rể luôn anh ạ. Ồ, cũng rẻ. Còn nếu hàng đã qua sử dụng thì chi phí bên em là 100 triệu và khách hàng tự lo mọi chi phí mai mối cưới xin ạ. 100 triệu? U là trời, sao đắt thế em? Mày quá, anh mới còn tem, nên anh chỉ hết có 10 triệu, đúng không em? Dạ vâng, nhưng mà anh ơi, để cho chắc ăn ý, thì em phải thẩm định lại cho chắc anh ạ. Thẩm định? Dạ vâng, thủ tục nhanh thôi anh, mà nhà anh có giường chiếu hay là sofa gì không ạ? Có nè em. Anh đi theo em, nhanh thôi. Từ từ em ơi, từ từ em ơi, từ từ em ơi, từ từ em ơi. Xong chưa em? Dạ của anh xong rồi ạ. Thế kết quả anh nhờ rồi, anh chỉ hết 10 triệu thôi đúng không em? Anh còn tem đúng không em? Dạ không, của anh hết 100 triệu để lấy được vợ ạ. Sao lại 100 triệu? Anh cũng còn tem mà. Thì em vừa thẩm định của anh xong rồi, lấy đâu ra có tem mà trả 100 triệu? Hả? Trời ơi,